Trong khi một số chuyên gia nhận định canh bạc của Ukraine ở thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk sắp được đền đáp, có ý kiến cho rằng đây chỉ là cái bẫy của Nga. Bất chấp thương vong lớn và nhiều lần được phương Tây khuyên nên rút khỏi Bakhmut bởi tổn thất quá lớn trong khi giá trị chiến lược không cao, các lực lượng Ukraine vẫn bám trụ ở đây. Theo tờ Business Insider, canh bạc mạo hiểm của Kiev dường như đang được đền đáp sau khi lãnh đạo nhóm quân sự tư nhân Wagner, lực lượng chủ lực của Nga tại Bakhmut, ra thông báo sẽ rút quân. Trong một video công bố vào ngày 5 tháng 5, nhà sáng lập nhóm Wagner, ông Yevgeny Prigozhin, đứng bên cạnh hàng chục thi thể thành viên Wagner và chỉ trích lãnh đạo quân đội Nga không cung cấp đạn dược. Ông tuyên bố Wagner sẽ rút khỏi Bakhmut trong ngày 10 tháng 5. Một ngày sau đó, ông tiếp tục yêu cầu Bộ Quốc phòng Nga cho phép Wagner bàn giao các khu vực đã kiểm soát ở Bakhmut lại cho lực lượng quân sự của Cộng hòa Chechnya thuộc Nga. Theo các chuyên gia, việc Wagner rút khỏi Bakhmut có thể thay đổi tiến trình của trận đánh dài nhất, đẫm máu nhất kể từ xung đột và chắc chắn sẽ giúp Ukraine đạt một số lợi thế trước mắt. Ông Jahan Menon, học giả thuộc chương trình nghiên cứu Nga và Á-Âu tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế Mỹ, nhận định rằng nếu ông Prigozhin rút lực lượng khỏi cuộc chiến, quân đội chính quy của Nga có thể phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan. Các tay súng Wagner đã đóng vai trò chủ chốt trong chiến dịch giành Bakhmut của Nga. Ông Prigozhin đã từng cảnh báo rằng nếu ông rút quân, thế trận của Nga ở Bakhmut sẽ sụp đổ. Ngoài ra, khả năng Wagner lui binh khỏi Bakhmut cũng diễn ra vào thời điểm đặc biệt căng thẳng đối với Nga, khi Ukraine đang chuẩn bị cho một cuộc phản công được lên kế hoạch từ lâu nhằm giành lại lãnh thổ miền Đông và miền Nam. Còn theo bà Marina Myron, nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại khoa nghiên cứu chiến tranh tại Đại học King's College London của nước Anh, nếu Wagner rời khỏi Bakhmut, mọi gánh nặng sẽ đổ dồn lên quân chính quy Nga, khiến họ phải phân tán lực lượng. Bà cho rằng Ukraine có thể tận dụng điều này để phản công và tiếp tục làm suy yếu đáng kể các phòng tuyến của Nga. Dự đoán này phù hợp với các phát biểu trước đó từ giới lãnh đạo quân sự phương Tây. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg tuần trước cho biết Kiev đã nhận được gần 1.800 xe bọc thép và xe tăng từ các đối tác phương Tây. Trong khi đó, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Avril Haines hôm 4 tháng 5 nói trước Quốc hội rằng Nga đã chuyển sang thế phòng thủ sau các cuộc tiến công không hiệu quả. Ngoài ra, việc Ukraine giành lại Bakhmut cũng sẽ giúp nước này củng cố lòng tin với phương Tây nhằm duy trì dòng viện trợ an ninh để thực hiện những đòn phản công tiềm năng khác trong tương lai. Tuy nhiên, báo The Hill dẫn lời bà Lera Buklakova, thành viên của Trung tâm Phân tích Chính sách châu Âu, cho rằng tuyên bố rút quân của ông Prigozhin có thể là một tính toán được dựng lên để đánh lừa Ukraine. Bà bình luận rằng việc ông Prigozhin đưa ra một số tuyên bố kích động là điều rất bình thường. Còn theo hãng tin Al Jazeera, bà Kimberly Martin, giáo sư Đại học Barnard và Đại học Columbia của Mỹ, chuyên về các vấn đề an ninh của Nga, nhận định ông Prigozhin và lực lượng của ông là những nhân tố thiết yếu của tình báo quân đội Nga, vì vậy chúng tôi không tin bất cứ điều gì mà ông ấy nói. Bà Martin lưu ý rằng sẽ thật liều lĩnh nếu bất kỳ chỉ huy quân sự nào dám thông báo ý định của họ cho đối thủ trước chỉ 5 đến 6 ngày. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.